Công an Hà Nội đang thông tin với bên báo chí vụ án giết người phân mảnh xác. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp gây nên bởi hai vết thương làm thủng thủy bên phổi phải và vào tim. Vào chiều ngày 16 tháng 10, Công an Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo cáo kết quả điều tra ban đầu về vụ án giết người phân mảnh xác nạn nhân phát hiện vào ngày 13 tháng 10 tại khu vực sông Hồng thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo đó, đại diện Công an Hà Nội cho biết hồi 12 giờ 30 ngày 13 tháng 10, tổng đài 113 Công an thành phố tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về vụ việc phát hiện ra một bộ phận thi thể người tại mép bờ sông Hồng thuộc khu vực Miếu Bản, địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được thông tin xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố đã báo cáo với bên lãnh đạo Bộ Công an, các nghiệp vụ của Bộ Công an. Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Gia Lâm tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã ra soát mở rộng hiện trường, thu giữ các bộ phận thi thể của người bị phân thành nhiều mảnh. Qua khám nghiệm tử thi đã xác định nạn nhân là nữ giới khoảng 20 tuổi, không mặc quần áo, đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp gây nên bởi hai vết thương làm thủng thủy bên phổi phải và vào thành tim. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi nhận định đây là một vụ án giết người. Để che giấu hành vi phạm tội, sau khi giết chết nạn nhân, đối tượng đã lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân, phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh, đem vứt rồi giấu xác nạn nhân tại sông Hồng, khu vực Miếu Bản thuộc địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hành vi của đối tượng đã gây khó khăn cho công tác xác minh, xác định tung tích của nạn nhân, thể hiện tính chất dã man của đối tượng, gây hoang mang cho dư luận nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Trên cơ sở của tài liệu điều tra thu được, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, lực lượng thực hiện đồng bộ hàng loạt các cuộc điều tra để truy tìm tung tích nạn nhân, truy bắt đối tượng gây án với tinh thần quyết liệt, quyết tâm bắt bằng được mọi đối tượng gây án và nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Và đến khoảng 11 giờ 30 ngày 14 tháng 10, cơ quan điều tra đã xác định được tung tích của nạn nhân là chị Hồ Yến Nhi, sinh năm 2006, ở tổ 2, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Đến 23 giờ ngày 14 tháng 7, sau hơn 34 giờ liên tục tích cực điều tra, Phòng Cảnh sát Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ được đối tượng gây án là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, nơi thường trú phòng 548A, tòa S212, KDT Vincom, Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận định ban đầu của đối tượng, bước đầu xác định nội dung vụ án như sau. Ngày 10 tháng 10, Khanh có hẹn chị Nhi đến nhà của Khanh tại phòng 5A, 8A, tòa S212, KDT Vinhome, Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Khi vào trong phòng khách, Khanh và chị Nhi xảy ra mâu thuẫn nên Khanh đã lấy dao nhọn, loại dao bản rộng khoảng 4cm, một lưỡi sắc nhọn, đâm nhiều nhát vào vùng ngực của chị Nhi. Sau khi chị Nhi chết, Khanh đã lấy dao phân xác chị Nhi thành nhiều phần rồi cho toàn bộ vào phần thi thể bên trong một thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại. Sau đó Khanh mới gọi điện đến tổng đài của hãng taxi Long Biên và thuê một taxi Long Biên do anh NNT lái xe của hãng taxi Long Biên, chở Khanh mang theo thùng xốp bên trong đựng thi thể của chị Nhi đi đến Miếu Bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khi đi đến bậc dẫn lên xuống ở sông Hồng, khu vực Miếu Bản, làng Giang Cao thì Khanh mới bảo anh Thạch dừng xe và nhờ anh Thạch bê giúp thùng xốp xuống để thùng xốp ở tại bậc lên xuống. Sau khi anh Thạch lái xe rồi đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị Nhi xuống sông Hồng để phi tang, và Khanh đã vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông Hồng. Sau khi thực hiện xong việc phi tang thi thể chị Nhi, Khanh đã liên hệ với anh N. Thạch quay lại đón Khanh và đưa Khanh về chung cư. Ngay sau khi đi đến chung cư, Khanh đã lấy xe máy Honda i-Plus biển kiểm soát 17B7 đi đến cầu Thanh Trì, vứt hai chiếc điện thoại của chị Nhi xuống sông Hồng và giấu chiếc túi xách
và dép của chị Nhi ở nhà trọ tại thôn 2, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ được chiếc túi sách và dép trên. Đến chiều ngày 12 tháng 10, do lo sợ thi thể chị Nhi bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội mua 125.000 đồng tiền xi măng mang đến khu vực giấu thi thể chị Nhi với mục đích phủ xi măng lên phía trên nơi giấu thi thể của chị Nhi. Do khu vực nơi giấu thi thể có đông người qua lại nên Khanh đã mang xi măng về nhà. Đến rạng sáng ngày 13 tháng 10, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể của chị Nhi và đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu. Thì chiều ngày 13 tháng 10, khi biết được thông tin cơ quan công an đã phát hiện thi thể của chị Nhi, Khanh đã đi đến bến xe Giáp Bát, đi xe khách bỏ trốn về đến Thái Bình. Đến khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Thái Bình, Công an Gia Lâm đã phát hiện bắt giữ Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Quá trình vây bắt, đối tượng Khanh đã dùng dao tự thương và các lực lượng chức năng đã đưa đối tượng đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình để cấp cứu. Hiện nghi phạm Khanh đã tỉnh táo và khai nhận sơ bộ như nội dung phía trên. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ một xe máy Honda iBlack BKF17B7 tại hầm tòa S212 ở KDT Vinhome On Park và Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, một chiếc túi sách, một đôi dép của chị Nhi. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được ngày 14 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội giết người. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang tích cực điều tra làm rõ hành vi, động cơ, mục đích và các hành vi phạm tội khác nếu có của đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm.